Fashion Home, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quý Linh chào đón quý vị và các bạn đến với Hát Cho Ngày Mai, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Golden Moon thực hiện, với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sinh Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ Quý Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ chào đón ba giám khảo trong ngày hôm nay. Chào đón ca sĩ Cẩm Ly, ca sĩ Thanh Duy, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Wow, thấy chưa? Thấy cái năng lượng càng đầy lên, thấy chưa? Ôi, không? Quá dữ. Người này là chuyên gia làm truyền cảm hứng á. Truyền cảm hứng hả? Những cái ngày dịch đó Duy. Dạ. Thì Duy ở đâu? Dạ. Làm gì? Dạ ở nhà. Cũng ở nhà, như mọi người bước vào giãn cách xã hội ạ. Nhưng mà em phát hiện ra là em có thể nấu ăn và có thể tự cung cấp các bữa ăn dành cho mình. Là em giỏi rồi. Sau mùa dịch là thành đầu bếp đúng không? Dạ, cũng biết tự nêm nếm, cũng biết cái nào là mặn, cái nào là chua. Nếm mà còn biết mặn chua là ngon đó. Còn nếu mà nếm mà mất không có mùi vị đó, là mệt lắm á. Dạ. Chị nói dạ. Nghe nè. Dạ. Em tâm sự là trong cái mùa dịch này á, thì em ở nhà, em tuân thủ theo những cái quy định của chính phủ. Em ở nhà em thực hiện đầy đủ những giãn cách 5K, rồi em tự biết nấu nướng cho mình ăn này kia, đó là cũng là một cái góc của em. Nhưng em đến đây ngày hôm nay nó có nhiều điều thú vị lắm anh Linh. Đúng ha rồi. Đó là em sẽ biết thêm được rất là nhiều điều mà em sẽ không thể nào ngờ được. Dạ. Đó là những việc làm của những người ở tuyến đầu, coi như là em được nghe thực tế những người trong cái tuyến đầu, những y bác sĩ, những người điều dưỡng. Dạ. Là họ sẽ nói ra những cái công việc của họ làm, và thông qua cái chương trình này em cũng sẽ lan tỏa những cái thông điệp cho tất cả mọi người. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chương trình ngày hôm nay để xem những câu chuyện về chống dịch như thế nào nhé. Dạ, dạ. Mời ban giám khảo về vị trí. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu những câu chuyện ngày hôm nay. Một câu chuyện kể về một cô gái khi dịch thì cô ấy từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về miền Tây tránh dịch, nhưng về đến quê hương thì tránh dịch không tránh, nhưng mà cuối cùng đi lại tiếp tục lao vào chống dịch. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ cô gái mang tên hai loài hoa ấy. Cô ấy tên là Hồng Cúc. Chào em gái. Em chào anh ạ. Em xin chào ba vị giám khảo và tất cả các bạn đang có mặt ở đây ạ. Hồng Cúc, là em làm gì ở Thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, công việc hiện tại của em là chuyên sản xuất quần áo và quản lý thêm một thương hiệu thời trang. Tự nhiên về quê an toàn rồi, em tại sao lại nghĩ là em trở thành một cái tình nguyện viên lại tiếp tục là đóng góp công sức của mình vào ở cái việc chống dịch? Thật ra thì lúc đó là em với gia đình là nói là nghĩ là chắc khoảng vài ngày giống như đợt trước thôi, là cả nhà dọn về để nghỉ ngơi, tại vì cũng làm việc một khoảng thời gian dài rồi chưa nghỉ ngơi. Thì về tới là khoảng chừng 2 ngày sau là thành phố Hồ Chí Minh lockdown, là không cho ra khỏi tỉnh nữa. Thì lúc đó là em với chồng em mới thành lập một cái nhóm là để làm một cái chuyến xe vận chuyển lương thực từ ở miền Tây đi ngược về Thành phố Hồ Chí Minh để phát cho những khu công nghiệp, bà con. Những cái chuyến xe như thế, kinh phí em lấy từ đâu ra? Dạ, ban đầu thì tụi em làm là tiền cá nhân. Thì sau đó cô bác cứ cho ở đâu, ở trong xa cỡ nào em cũng đi vô để lấy. Nhiều khi chở rồi xình nó văng đầy đầu luôn, cũng đi rất là vui. Dễ thương. Thì quá. Trong quá trình đi rồi kiểu như là vui mừng á. Mà cái ngày mà em sáng tác cái bài hát của em á, là cái ngày mà được dỡ hết mấy chốt, có nghĩa là mấy chốt ở dưới quê thông được á, là đi ra ngoài đường vui mừng, kiểu như mình hào hứng lên á. Tức là trong những ngày đó em vừa chống dịch, vừa đi gọi là cứu trợ. Dạ. Rồi vừa sáng tác nhạc luôn á hả? Quá hay luôn nha. Ban đầu làm thì ba mẹ cũng không cho, gia đình cũng không cho, cũng về rồi hàng xóm cũng kỳ thị giống vậy đó. Nhưng mà từ từ tụi em làm, hai vợ chồng làm riết rồi cả nhà làm theo luôn, cả nhà phụ làm, có như là cùng nhau làm luôn. Thì điều đó là em cảm thấy là một cái điều mà em hạnh phúc nhất. Anh và ban giám khảo đang rất muốn nghe cái sáng tác mà em đã sáng tác trong mùa đại dịch đó như thế nào. Trước khi đến với bài hát của Hồng Cúc sáng tác, thì em sẽ chọn cho mình một micro vàng để xem giá trị giải thưởng micro vàng của em chọn là bao nhiêu. Dạ
em sẽ chọn số 6 bởi vì số 6 là 6 đợt xe mà em đã đi. Nên em sẽ em sẽ nghĩ số 6 sẽ mang lại may mắn cho em. Dạ. Số 6 sẽ may mắn nha. Dạ. Rồi, số 6 là của em, chút xíu mình sẽ biết số 6 đó giá trị bao nhiêu. Và bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe tiếng hát của Hồng Cúc. Chờ một ngày mới tiếng khôi sáng ngời, nụ cười đã hé trên môi đẹp xinh. Dừng tàn ánh nắng làm ấm cánh hoa giữa trời. Một loài hoa cúc sức sống ngập tràn, dù ngàn giông tố cũng chẳng làm tan. Bao nhiêu mơ ước bốc cháy trong em khát khao một niềm tin. Lời hát ấy đang làm nên em đây, bừng sáng sức sống nụ hoa xinh ấy, cho em khao khát tình yêu, cho em mơ ước niềm vui. Cùng tiếng hát đó hòa chung cơn gió, nụ hoa cúc ấy là tên em đó, lung linh sắc hồng tung bay giữa trời cao vời. Lời hoa cúc sức sống ngập tràn, dù ngàn giông tố cũng chẳng làm tan. Bao nhiêu mơ ước bốc cháy trong em khát khao một niềm tin. Lời hát ấy đã làm nên em đây, bừng sáng sức sống nụ hoa xinh ấy, cho em mơ ước tình yêu, cho em khao khát niềm vui. Cùng tiếng hát đó hòa chung cơn gió, nụ hoa cúc ấy là tên em đó, lung linh sắc hồng tung bay giữa trời. Lời hát ấy đã làm nên em đây, bừng sáng sức sống nụ hoa xinh ấy, cho em mơ ước niềm vui, cho em khao khát. Thanh Duy, em thấy thế nào? Thấy em ngồi cổ vũ rất là dữ dội luôn ha. Em rất thích tiết mục này, thật sự là vậy. Em cảm được cái những gì mà chị viết và những gì mà chị hát. Và đặc biệt là nãy khi mà em ngồi ở đây em nhìn lên á, em thấy chị đẹp như một thiên thần vậy. Cho em khao khát tình yêu. Và em thấy là khi mà chị hát á, em tưởng tượng ra được giống như là chị đang ngồi trên cái chuyến xe đó và đang nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường. Em cảm thấy em giống như được sống trong cái thế giới, cái không gian mà chị đã vẽ ra ở trong cái bài hát này. Và em thực sự rất là thích bài hát này luôn. Cảm ơn chị rất nhiều đã mang tới cái tiết mục rất dễ thương này. Thật ra là anh thích cái suy nghĩ của Thanh Duy á. Một kinh tưởng rất là đẹp. Yeah. Nó xoa dịu đi rất nhiều cái nỗi đau trong đại dịch. Con Cẩm Ly, những cái như Duy nói, những cái tiếng chim hót, những cái bụi khói đường mà Duy nghe được á, đó là những cái hình ảnh mà Cúc đã trải qua. Yeah. Cúc mới có thể nói lên cái, tại vì trong cái bài hát đã nói lên những cái tâm tư Cúc là rất là khát khao những sức sống, rồi có những niềm tin, tức là những cái việc mình làm qua và mình tìm thấy được những cái niềm vui, những cái hạnh phúc. Thì em thấy hầu như tất cả những người nào mà làm thiện nguyện hoặc là những người tuyến đầu anh Linh, họ mệt,
họ cực, họ khổ. Nhưng mà khi mà họ kể những cái mà họ làm mà nó đạt được những kết quả đó, cái niềm hạnh phúc nó từ trong đây nó toát lên cả cái gương mặt và những cái cách kia nói đó. Họ rất là hào hứng. Cho nên là khi mình hát bằng cả những gì mình trải nghiệm, cả những cái niềm hạnh phúc mà mình đã, mình là cực khổ mình làm mà mình đạt được. Cho nên nó ánh lên trong gương mặt của mình, cho nên cảm thấy mình đẹp thôi, mình đẹp từ trong tâm hồn đẹp ra. Cảm ơn ạ. Còn nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, anh thấy sao những cái giai điệu đó? Ngay từ đầu á, khi gặp mà Cúc á, Cúc đã đưa cái bài hát này thì bản thân Vũ Quốc Việt chưa có đánh giá gì hết. Khi mà đọc cái lời á, mình rất là bất ngờ, là vì đó nó giống như mà một cái cuốn tiểu thuyết nhỏ nói về cuộc đời của cô ấy. Việt đại diện cho chương trình để chọn nhạc á, mừng lắm, là vì có một cái bài hát mà nó mang cái sức sống và truyền cảm hứng, năng lượng, cho nên á mình khoái ngay và nói Cúc hát đi. Thì cái tiết mục này hôm nay cũng đã nói lên tất cả một cái gì đó rất là hồng Cúc cho bài hát vừa rồi. Cảm ơn ạ. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Những cái giai điệu bài hát đó, những ý tưởng đó, những cái công việc nãy giờ mà chúng ta đang nói về Hồng Cúc đó luôn luôn liên quan đến một cái bóng hình của Cúc. Đó là ai? Đó chính là ông xã Cúc. Và người đang ngồi dưới kia, đấy, một tràng pháo tay chào đón người thân của Cúc nào. Cảm ơn em rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta trở về vị trí để chuẩn bị chào đón người biểu diễn thứ hai. Quý vị vừa theo dõi câu chuyện của một trong những bông hoa trong đại dịch, thưa quý vị. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều câu chuyện muốn kể cho quý vị nghe. Nhưng quý vị chờ Quỳnh Linh chút xíu. Quỳnh Linh sẽ quay trở lại trong một vài phút nữa nha. Xin chào. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với Hát Cho Ngày Mai. Và bây giờ Quỳnh Linh tiếp tục kể cho quý vị nghe một câu chuyện về một bác sĩ, thưa quý vị. Có thể nói những bác sĩ ở bệnh viện, những thiên thần áo trắng thì những giai đoạn đó cực kỳ căng thẳng. Họ cũng không dám về nhà, và về nhà thậm chí họ cũng dám gần gũi con cái của mình, không dám gần gũi gia đình của mình nữa. Có những người ở bệnh viện vài tháng trời, khi nhìn thấy con họ khóc nức lên. Thật sự mà nói, chúng ta cảm động biết bao nhiêu với những thiên thần áo trắng đó. Bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị gặp gỡ một trong những người bác sĩ đã trực chốt tại bệnh viện, đó chính là bác sĩ Nguyễn Thành An. Chào bác sĩ. Dạ, em xin chào anh Linh, chào ban giám khảo và chào quý vị khán giả. Chào anh. Em là đang làm ở bệnh viện nào? Dạ, em là đang làm ở bệnh viện Đa khoa Tân Bình. Trong đại dịch như thế thì tất cả bệnh viện đều chuyển qua cái công năng là hỗ trợ và điều trị Covid. Nó khó khăn thế nào so với những cái lúc em làm việc mà không có phải mùa Covid? Trong cái mùa này, là mà đặc biệt là trong cái mùa đỉnh dịch, ở những cái khu cách ly hoặc là bệnh viện đều là thiếu nhân sự hết. Những cái nhân sự tại bệnh viện chính thì được bổ sung qua những cái khu cách ly như vậy. Thì tụi em có nghĩa là làm là vừa làm ở khu cách ly rồi có thể là về hỗ trợ bệnh viện. Thì thành ra nó rất là cực. Tức là làm coi như là gấp đôi sức hàng ngày đó. Như vậy thời gian bao lâu mới về một lần? Em về thăm nhà của em là tháng 6, rồi sau đó em lên lại thì là bị dính tới tháng 11 luôn. Sau đó em mới được về lại thăm quê. 5 tháng. Chứ mấy tháng trời? Dạ, 5 tháng trời mới về nhà một lần. Em ở nhà được mấy đứa con rồi? Dạ, em mới đứa đầu tiên à. Đứa đầu tiên dạ, hả? Năm nay là được, thời điểm này là được 10 tháng. Vậy thì lúc dịch đó là... Có mới có 5 tháng. Mới có 5 tháng à? Trời đất. Vậy rồi đi về rồi vợ ở nhà chăm con. Dạ đúng rồi. Rồi cái ngày em về em gặp con em như thế nào? Dạ, em có một cái kỷ niệm muốn chia sẻ, đó là cái ngày mà em đang trực giã chiến bệnh viện giã chiến Tân Bình á, đa tầng Tân Bình. Thì cái lúc đó em xin về sớm để em gặp con là lúc tháng 11. Thì em về thì em mặc cái bộ đồ là bộ đồ đi trực á. Thì lúc đi ngang thì giống như là nhiều ngày gọi video call có thể nó quen. Thì đi ngang rồi em đi về xong rồi em vệ sinh cá nhân rồi em bồng cháu, bồng nó thì nó không khóc. Nhưng tới ngày mai lại mà em chuẩn bị đi lên để 7 giờ tối em vô trực á, thì em mặc cái bộ đồ trực vô thì em đi ngang em chào nó thì nó lại vỡ òa, nó khóc lên. Thì lúc đó em rất là cảm động, em nghẹn ngào luôn. Tại vì có nghĩa là hình như nó biết là có một người sắp đi xa nó thì mà. Tức là lúc đó nó bất chợt quá. Em tưởng là em mặc cái bộ đồ đó em chuẩn bị đi để em đi ngang qua nó mà nó vỡ òa, nó khóc. Và lúc đó thì em nghẹn ngào quá thì em vô phòng em ngồi mình một xíu, em cũng nghẹn ngào, em cũng rớt nước mắt luôn.
Thì một hồi sau thì em mới ra em ẵm nó. Một xíu nữa thì em mới đi được. Cảm ơn em về sự cống hiến đó. Bây giờ thì em sẽ hát bài gì trong ngày hôm nay? Dạ, hôm nay em sẽ hát bài Nghĩ Về Cha. Nghĩ Về Cha. Dạ. Một tâm sự với con mình, Nghĩ Về Cha ha. Thôi, bây giờ thì xin mời em chọn micro vàng trước khi hát. Dạ, em hát bài Nghĩ Về Ba thì em chọn số 3 luôn. Đơn giản, Nghĩ Về Ba là chọn số 3. Số 3 là của em. Và bây giờ Nghĩ Về Ba thế nào, mời quý vị đến với tiếng hát của Nguyễn Thành An. Chiều nắng tắt thành phố đang sang mùa đông. Cha ngồi bên mái hiên, một mảnh áo đơn sơ cùng năm tháng. Nhìn dáng cha hao gầy, một mái tóc giờ đã phai theo thời gian. Cho đời con lớn khôn, chợt hôm nay ngoài hiên mùa đông đến. Gọi tiếng cha, cuộc đời ngỡ sẽ trôi theo ngàn gầm hoa, rồi bao tố rớt trên vai, đời dài bao gian khó, mồ hôi cha ước những lối con qua. Từng ngày tháng sống gian nan mà thiết tha, cuộc đời đã viết tên con vì có cha. Từng ngày tháng vẫn gian nan, đời sơn bao vai ông, tình cha lớn lao hơn ngọn núi cao. Ngày nào đó lúc con thơ gọi tiếng cha, cuộc đời ngỡ sẽ trôi theo ngàn gầm hoa, rồi bao tố rớt trên vai, đời dài bao gian khó, mồ hôi cha ước những lối con qua. Từng ngày tháng sống gian nan mà thiết tha, cuộc đời đã biết tên con vì có cha. Từng ngày tháng vẫn gian nan, đời sơn bao vai áo, cha lớn lao hơn ngọn núi cao. Từng ngày tháng vẫn gian nan, đời sơn bao vai áo, tình cha lớn lao hơn ngọn núi cao. Em thực sự rất là ấn tượng ở cái đoạn đầu, lúc mà bước đầu vô hát á, thì em đang chờ đợi là anh sẽ hát sau đây, anh hát giống như một người cha rất là khẳng khái, nhưng mà mình đang cần ảnh thêm một cái gì đó cho nó màu sắc vô cái phần hát của ảnh, thì ảnh tới cái chỗ mùa đông đến gì đó, cho đời con lớn khôn, chợt hôm nay ngoài hiên mùa đông đến. Là ăn chỗ đó đó, đúng không? Vô, chịu. Duy biết sao không? Tại vì bác sĩ An á, là ở nhà những lúc buồn á, nghe nói là biết chơi guitar thùng nữa. Rồi chơi rap nữa. Anh thử quất một câu liền anh. Để em xin tập một đoạn của nhạc của Đạt. Dạ.
Xin cho em con vui chơi như xưa, không lo sương đêm khi đi chơi rơi như mưa. Lên non cao qua bao nhiêu ao tôm, mai sau đi theo ngôi sao Hôm. Nếu em ơi chuyện này như không ước tính, anh chỉ mong là Hậu tự cứu được mình. Trong đôi mắt là một niềm vui xa xăm, trên con xe khi đang chui qua hầm. Làng mây trôi và cây xanh lá đứng trước điều quen thuộc, hạ cái tôi danh giá. Chậm lại thôi, những ngày đầu của thập kỷ này đang trôi nhanh quá. Ta cảm thấy mình là thế giới như là một là đôi đanh đá, yêu thương thù ghét bằng mọi mảnh vá, gánh vác và đánh giá và cái thổi lên ma. Trời ơi, bác sĩ mà đọc rap hay quá. Ủa? Bác sĩ hả anh? Bác sĩ. Lúc siêu âm vừa rap vậy đó. Chết. Trời ơi sao mà chất lừ vậy trời. Thực sự ra âm nhạc nó là một cái liều thuốc, nó rất là hay, mình cần phải có trong cái cuộc sống của mình. Bác sĩ thì cho bệnh nhân những cái phác đồ điều trị bằng thuốc, còn các bác sĩ thì có những viên thuốc tinh thần bằng âm nhạc để chúng ta có thêm tinh thần nữa, hát lên, rap lên cái nó vui liền, đúng không bác sĩ? Và một tràng pháo tay nữa dành cho bác sĩ Nguyễn Thành An. Mời bác về vị trí. Còn một câu chuyện cuối cùng nữa Quỳ Linh sẽ kể cho quý vị nghe sau ít phút nữa. Xin chào quý vị. Chào đón quý vị quay trở lại với Hát Cho Ngày Mai. Câu chuyện cuối cùng trong ngày nay Quỳ Linh sẽ kể về một gọi là một bé, bởi vì không quá nhỏ so với những người đã tham gia chương trình, mới học lớp 12 thôi. Một cô gái cũng bệnh nền rất là nhiều, nhưng cô ấy quên đi cái bệnh trong người và cô ấy tình nguyện lao vào giữa tâm dịch để cùng mọi người chống dịch. Một cái tấm gương rất là tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ cô gái ấy. Xin mời. Sáng là em sẽ đi để tiêm tới 4-5 giờ chiều, khi mà hết bệnh nhân mình sẽ chia làm 2 ca. Sau đó thì em về thời gian rảnh buổi tối thì em sẽ ra trực các chốt ở gần khu vực của em. Theo ca thì tùy ca có từ 6 giờ tới 12 giờ đêm hoặc là từ 12 giờ tới 6 giờ sáng. Mình đâu có di chuyển qua nơi khác đâu đúng không? Thường đây mình có ngon không? Không. Ban ngày nếu mà em đi làm tình nguyện thì sau đó buổi tối về em sẽ dành cái thời gian vào buổi đêm để em hoàn thành các bài tập. Còn nếu mà kẹt vào lịch vừa học vừa phải làm thì em sẽ vừa học online và làm luôn. Dạ, dạ câu B. Đi khác. Dạ, con chào chú Huyền Linh, dạ, chào chú Việt, chào cô Cẩm Ly và chào anh Thanh Duy cùng toàn thể quý vị khán giả. Con tên là Võ Kim. Dạ, Võ Kim Sotika. Sotika, tức là ba mẹ người Thái hay sao? Dạ, ba con người Thái. Ba người Thái, dạ. Mẹ người Việt. Dạ, mẹ người Việt. Cái đại dịch đó rồi con đi vào tâm dịch thế nào, có kể cho mọi người nghe đi. Thời gian đầu tiên á, khi mà mới bùng dịch á, thì con thấy mọi người chật ở các chốt rất là cực. Thì con cùng với một số bạn nữa tự lấy tiền túi để nấu cho mọi người khoảng 1.000 chai nước sâm á, gửi đến các anh chị và các chiến sĩ chật ở các chốt. Tối thì có nấu thêm đồ ăn để cho mọi người, tại vì lúc đó mọi người bắt giọng ở một cái trời rất là nắng luôn, mà không có một cái nơi, không có được dựng một cái sạp lên như là sau này, là cực kỳ nắng luôn, thì thấy rất là thương mọi người, mà lúc đó mình đâu có làm được cái gì đâu. Thì con nghĩ là những cái phần nhỏ như vậy thì sẽ giúp đỡ được một chút nào đó thôi, là tấm lòng của mình. Thật ra 16, 17, 18 tuổi không ai dám ra đường, ba mẹ không ai cho ai ra hết trơn á. Vậy sao con dám ra đường? Con có bị ba mẹ la hay thế nào, có động viên hay là hỗ trợ gì không? Là lúc đầu là gia đình hoàn toàn là không có cho con đi, là tại vì con có bệnh nên là nếu mà bị bệnh thì chắc là sẽ nặng hơn, và lúc đó cũng chưa có tim nữa. Chưa tim luôn. Dạ chưa. Mà dám đi ra đường luôn, gan ghê chưa?
Con cũng hay nói đùa là sau ngày xưa á, ông bà mình á, thì đánh giặt tay giặt tàu, còn mình thì bây giờ mình cũng đánh giặc, mình cũng đánh trận. Dạ, trận chiến này không có tiếng súng, và trận chiến này tất cả chúng ta không có thấy mặt của nhau, nhưng mà ai cũng hiểu rõ lòng của nhau hết á. Hay. Không thấy mặt nhau bởi vì lúc đó ai cũng đeo khẩu trang kín mít luôn, nhưng ta hiểu lòng nhau, thấy lòng nhau đó. Cái điều này rất là quan trọng. Ủa rồi hiện nay ở nhà là còn ai ở nhà con? Mẹ với anh hai thôi. Anh hai ở nhà hả? Dạ. Rồi nghe nói mẹ đang bị bệnh hả? Dạ. Mẹ ăn sao con? Dạ mẹ con vừa bị nhiễm bệnh xong. Dạ. Mẹ con F0 hả? Dạ. Rất là không có may mắn là mẹ con cũng có rất là nhiều bệnh nền, và mẹ bệnh rất là nặng. Dạ. Nó là một cái điều bất lực vô cùng luôn á, là khi mà mình là cái người đi điều trị cũng giống như là hỗ trợ cho các F0 và đi chống dịch, còn mẹ mình thì mình không làm được gì hết. Tình hình sức khỏe hôm nay mẹ con sao rồi? Bây giờ mẹ con cũng đỡ hơn rồi, còn cái thời điểm trước thì rất là nặng. Những cái sự hy sinh cao cả của những con người trong tuyến đầu chống dịch đấy, không biết mình nói những lời tri ân thế nào cho hết cả. Và chương trình này mong rằng sẽ đem một chút cái lời tri ân đó, gửi một chút cái tấm lòng tri ân đó đến với những người tuyến đầu chống dịch. Ngay cả một bé còn nhỏ thế, bệnh nền như thế mà còn can đảm như vậy đó. Vì không lý do gì chúng ta lại trốn dịch. Chúng ta phải sống ra tuyến đầu. Ai làm được, tôi làm được. Người nhỏ như thế này làm được thì tại sao mình lại không làm được? Cảm ơn con đã truyền những cái động lực, tìm những cái năng lượng cho nhiều người hơn nữa. Dạ. Rồi vậy hôm nay thì con sẽ hát bài gì? Dạ con sẽ hát bài Chờ Người Nơi Ấy. Rồi bây giờ thì con gái sẽ chọn một micro vàng. Thật ra con cũng không biết chọn cái nào hết, nhưng mà con nghĩ là con sẽ chọn số 2. Số 2? Dạ. Số 2 là của con. Dạ. Chúc số 2 sẽ có nhiều may mắn con nha. Dạ, con cảm ơn chú. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của người cuối cùng trong ngày hôm nay. Mỗi loại nhõng chén rời là trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoát rồi, muốn quên đi những phần bèo trôi. Ngọc ngà cũng mới phèn, nằm trong buồn hồi cũng thấy quen. Nỗi buồn hoa gót sen, chỉ sợ cõi đời này đỏ đen. Chờ người nơi ấy, người đây mang theo gió yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh. Chờ người đâu thấy người còn ngoài xa cách xa, một mình trong đêm lắng nghe rõ ràng. Nỗi lại nhõng chén say là trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoát rơi, muốn quên đi những phần bèo trôi. Ngọc ngà cũng mấy phèn, lắm trong buồn hoài cũng thấy quen. Người buồn hoa gót sen, chỉ sắp cõi đời này đỏ đen. Chờ người nơi ấy, về đây mang theo dấu yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đâu thấy người còn ngồi xa trong đêm lắng nghe rõ ràng. Vì lời ai hứa một ngày dịu em vẫn đi tìm về nơi xa phút giây yên bình.
Hát căng thẳng quá, cười tươi thế này là xinh đẹp nè ha. Sao vậy, sợ hả? Dạ. Ôi giọng nói khác hẳn giọng hát chị. Bởi vậy nguy hiểm, không sợ mà hát sợ vậy đó. Có gì đâu mà sợ, tới đây là mình chia sẻ những cái công việc của mình, những cái việc làm của mình thôi, đâu có gì đâu, hát thoải mái lên, đâu có gì đâu sợ. Hay tại nhìn mặt chú Việt thấy dữ quá. Hay chú Việt chăm chú quá. Bây giờ con hết sợ chưa? Dạ đỡ rồi. Đỡ thôi chứ chưa sợ. Con hát câu nào đó, bài ru của con thử coi. Con khoe hết giọng của con cho mọi người nghe thử coi. Hát bài Thái Lan đi. Tiếng Thái, bài tiếng Thái đi cũng được. Dạ, cái bài này là cái lễ hoa của người Thái mà gần Tết người ta hay thả hoa. Cái bài này nó có cái ý nghĩa là bình an. Dạ. Rồi. Bình an, thử coi con. Văn bình đường xếp gió nắm khờ non tìm ta linh rồi thăng lái trái dính giờ nụ can chính quan lối cả thông lối cả thông lối cả thông lối cả thông cả lẽ khờ cho non kêu ở bà làm vong qua lối cả thông làm vong qua lối cả thông búng cho sùng hai lao sụt trái búng cho sùng hai lao sụt trái. Dễ thương. Thật ra thì cháu ít có va chạm trên sân khấu ha, thành ra hơi rung hồi hộp chút xíu, nhưng mà hát vậy là được rồi. Khác hẳn cái giọng bài Sunita biết sao không? Khi mà bạn hát cái bài tiếng Thái vừa rồi á, bạn hát bằng cái giọng hồi nãy á, nó thực sự rất là dễ chịu, nó rất là nhẹ nhàng và nó rất là bạn luôn á. Nếu mà những lần sau mà bạn có cơ hội để mà mình được hát ở trên sân khấu á, thì mình hãy chọn những cái gì mà gần với mình nhất, là bản thân mình nhất, để mình không phải cố gắng gì cả, mình chỉ cần bưng cái con người của mình lên là được thôi. Chú Vũ Việt thấy cháu nó hát sao? Tiết mục này chỉ bị lo ra thôi, chứ nếu mà tự nhiên á, thì sẽ hát rất là thoải mái. Tại vì tập á, hát hay lắm. Khi mà Sotika chọn cái bài hát này á, lúc chúng tôi tập với nhau á, Sotika có nói là phía sau này có một cái câu chuyện. Sotika có thể chia sẻ với mọi người ngay lúc này. Dạ, con chọn cái bài hát này và cái bài sau đều muốn gửi đến một người. Nó chỉ là một cái câu chuyện thoáng qua thôi. Cái lần đó con đi lấy mẫu ở một cái khu đó là vùng đỏ, là có rất là nhiều F0. Con có đi ngang qua một cái nhà đó, có một bà cụ khoảng cũng lớn tuổi rồi, bắt cái ghế ra ngồi trước nhà. Cái con mới nói bà ơi, bà vào nhà đi, vì ở đây là toàn là F0 không à, rất là nguy hiểm mà, bà vô nhà bà đeo khẩu trang vào. Thì bà trả lời là người ta tới đây, người ta đem ông nhà tôi đi được 2 tuần rồi. Mà chưa có về. Tôi ngồi đây tôi đợi ông, tại vì ông nói là ông đi rồi ông về, nhưng mà đã ngồi đây 2 tuần ngày nào tôi cũng ra tôi ngồi hết mà tôi chưa thấy ông về. Dạ. Và có những người ngồi đợi như thế bây giờ vẫn còn đợi, chờ mãi. Có những người chờ đến tận bây giờ luôn, họ mong chờ thôi, nhưng thật sự là họ đã biết người thân họ không bao giờ trở họ về. Họ chưa muốn chấp nhận đó là sự thật anh. Tuy rằng giống như sư Tika nói, nó chỉ là một chút nhỏ thôi, nhưng mà mỗi một bàn tay góp vào thì nó sẽ giúp ích được rất là nhiều người. Dạ đúng rồi. Nhưng mà có một điều á, là cô xin cô nha, làm gì thì làm, mình rất là mong muốn giúp ích được nhiều người thì ít nhất bản thân mình phải có sức khỏe. Mình còn có một cái ý tưởng là rất là nhiều những việc thiện nguyện, những cái lý tưởng của tuổi trẻ sau này thì con phải cố gắng về là trang bị cái sức khỏe cho mình thật tốt, và nó cũng giúp ích cho mình trong cái việc mà trong cơn đại dịch này nếu có sức khỏe mình có thể kháng lại được một chút. Dạ. Nào đấy nhá. Dạ. Ok, cảm ơn. Rồi. Cảm ơn Sunika. Bây giờ thì mời hai nhân vật chúng ta trở lại sân khấu để chúng ta bắt đầu công bố kết quả. Và bây giờ Quỳnh Linh sẽ công bố kết quả. Người nào sẽ dừng cuộc chơi đầu tiên ở vòng 1 thì đây quý vị. Người chia tay ở vòng 1 là Võ Kim Sotika. Không sao cả con. Con còn trong sáng lắm, một viên ngọc sẽ được mài dũa và còn sáng hơn nữa.
chúc mừng cho bác sĩ An cùng với Hồng Cúc nha. Bây giờ hai người sẽ vào trong chuẩn bị cho phần biểu diễn của mình đi, để mình tâm sự với Sotika chút. Thật ra con thấy không, đến đây mọi người trân trọng, tri ân thay lời một cái lời cảm ơn con đã đóng góp một phần không nhỏ để có thể làm cho những cái nỗi buồn trong đại dịch nó giảm bớt. Mình còn trẻ mà, cố gắng lên con. Giống như cô Cẩm Ly nãy nói á, con phải giữ gìn sức khỏe của mình. Con suy nghĩ điều gì trong lúc này? Dạ, thực ra con không nghĩ gì hết á, tại vì con chỉ muốn như lúc đầu thôi, là lan tỏa những cái điều tích cực nhất đến cho mọi người. Tại vì mình đi làm cái công việc này, nếu mà mình chỉ mang những cái tâm trạng mà nó rất là trì trệ người khác thì nó cũng sẽ làm cho người khác buồn theo, ảnh hưởng, rất là ảnh hưởng người khác. Đúng rồi. Dạ, nên là chỉ cần một chút thôi, con cũng góp cho mọi người được những cái điều tích cực là con đã thấy vui lắm rồi. Bây giờ thì con sẽ xem cái micro vàng của mình giá trị giải thưởng là bao nhiêu. Dạ. Số mấy ta? Dạ, số 2. Số 2. Xin mời số 2. Nếu như có giá trị giải thưởng này thì con sẽ làm gì hả, Sotika? Dạ, như ban đầu con cũng nói là khi mà có giá trị giải thưởng này á, thì một phần con sẽ đưa cho mẹ, để cho mẹ được ăn uống thoải mái hơn. Bởi vì khi mà mình bệnh rồi á, thì mình đâu có làm được gì nữa đâu. Bây giờ mình có cơ hội thì mình làm những cái điều mà mình muốn. Và một phần nữa thì con sẽ nấu những cái phần cháo để con gửi đến những các anh chị và các chiến sĩ. Mong rằng giải thưởng cao cao chút xíu để con gái có thể thực hiện cái ước mơ rất nhỏ nhoi của mình. 6 số 0, 7 số 0 và rất nhiều số 0. Quan trọng là số gì ở đầu. Mời quý vị nghỉ giải lao vài phút, chúng tôi sẽ quay trở lại và mở bảng cho quý vị xem. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với giá trị giải thưởng hát cho ngày mai dành cho Sotika. 40 25 triệu đồng. Bây giờ thật ra thì chú cũng muốn nói với con. Hồi nãy chú có nói rằng là để cho con kể tiếp cái câu chuyện thứ hai đó. Nhưng mà em cũng có ý như anh Linh á, em nghĩ là chắc có lẽ là xin ban tổ chức á, tại vì hồi nãy á Sotika có nói rằng Sotika tới đây đã chuẩn bị 2 bài hát, và đằng sau 2 bài hát đó đều là những cái câu chuyện. Con sẽ dừng tại đây, nhưng mọi người rất muốn nghe tiếp, nói cái câu chuyện thứ hai của con là cái điều gì, con có chịu không? Dạ. Rồi, con sẵn sàng nha. Câu chuyện thứ hai cứ kể. Mình nghỉ chơi thì nghỉ chơi, nhưng mà kể thì vẫn cứ kể con. Và khi ha, mình kể lại ở đây với một cái tâm thế là thoải mái đi nha. Chứ không có gì phải rung nữa ha. Thoải mái lên con. Cố gắng hát thật hay nha. Tiền chú giữ giùm con. Chú có hát xong con đưa tiền, chú đưa tiền lại cho con. Nha. Rồi. Và câu chuyện tiếp tục thứ hai, Sotika, mời quý vị cùng nghe. Những tim em đau vì không muốn để mất.
Còn nhỏ mà con hát những bài buồn quá à. Gần như người sống rất là sâu sắc á, nội tâm á. Có thể nói cái này có phải là một cái tiếp nối của cái chờ người nơi ấy là cùng một câu chuyện không? Dạ đúng rồi. Em không tin em vẫn chờ đợi người quay về. Tự nhiên cái mình nghe cũng nghi là con nói họ có tâm trạng của bà cụ. Những cuộc ra đi không biết ngày trở về, người chờ cũng không biết bao giờ về, và người đi cũng không biết tại sao mình lại đi nhanh như thế và đi mãi mãi như thế. Những câu chuyện buồn mùa đại dịch thì nó vô vàn. Nó cũng là điều con muốn nói. Nếu mà mình còn được sống thì phải sống hết mình. Dạ, tại vì không biết là ngày mai sẽ như thế nào cả. Mà ngày hôm nay nè, cái Tết năm nay, nếu mà nói là con muốn cái điều gì trong Tết thì chỉ cần là gia đình người nào mà còn đầy đủ thành viên, còn được đoàn viên với nhau là đó là cái điều tốt nhất rồi. Rồi, cảm ơn con gái nhiều. Với số tiền này sẽ thực hiện những cái ước mơ nhỏ nhỏ đó, do lo cho mẹ ăn uống nhiều hơn nữa để có sức khỏe, và lo cho nhiều mảnh đời bất hạnh nữa con nha. Chúc con mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Dạ. Quý vị, xin mời quý vị chúng ta đến với giọng hát của bác sĩ Nguyễn Thành An ở vòng chơi thứ 2. Tình yêu đó vẫn mãi còn in sâu trong lòng anh. Em đến bên anh là khi xuân cũng vừa đến, mình cùng sưởi ấm cho tâm hồn nhau, hạnh phúc qua đi mùa đông, bình minh nắng ấm áp hòa với tiếng chim ca. Rồi em đã ra đi lặng lẽ khi đêm hè xa. Điều vừa thắm trong tim mà nay bỗng đã vụt tắt. Giờ em cất bước ra đi về đâu, còn nhớ đến những lời yêu mà ta đã trao em rồi ấm con tim hôm nào. Này em yêu hơi, gió cuống em đi xa rồi, hoàng hôn buông xuống quanh hồn tôi, từng đêm thương nhớ thao thức xuống những cánh dài. Mùa xuân lại đến để lòng ta thấy cô trong tim mà nay bỗng đã vụt tắt.
bước ra đi về đâu, còn nhớ đến những lời yêu mà ta đã trao em rồi ôm con tim hôm nào. Này em yêu hơn, giấc uống em đi xa rồi, hoàng hôn buông xuống cô đơn vây quanh hồn. Em thấy sao? Em rất là tận hưởng màn trình diễn vừa rồi. Em cũng ghi gì luôn á. Tức là em ngồi em coi giống như đang coi ca nhạc, đang coi ca sĩ biểu diễn. Với lại là anh hát có những cái xử lý rất là đặc biệt đúng không chị? Em cũng không biết nói gì hơn là em mong bác sẽ luôn giữ cái tinh thần lạc quan như vậy và luôn cất cao tiếng hát dành cho không chỉ cho mình mà cho mọi người nữa. Cảm ơn ạ. Mời ca sĩ Cẩm Ly. Bác Bắc An này nè, nhìn cái phong cách khi bác hát là biết bác rất là mê. Cho nên là lên sân khấu này á, giống như là bác có một cái nơi để bác bung xỏa đó. Bác hát giống như là cho nó đã cái niềm đam mê của bác. Và còn bác còn lâu lâu bác bằng còn bonus phá cách bác bắn lên một cái giật mình luôn. Để làm ta thấy cô đơn. Tại vì những cái đó nếu mà mình giọng mình nó không tốt mình bắn nó tét lét luôn, coi như là nó sẽ rất là hay. Nhưng mà nếu mà nó ổn thì nó lại là một cái điểm nhấn trong một bài hát. Không biết là có được nghe bác hát tiếp hay không ha, không biết là cái vòng ghế như thế nào, nhưng mà cũng đang muốn xem thử coi bác sẽ còn gửi đến tất cả mọi người thưởng thức cái gì đây, đang trông chờ. Cảm ơn bác An rất nhiều. Dạ, em cảm ơn chị Cẩm Ly ạ. Mời ca sĩ Vũ. Muốn hỏi bác sĩ An á, sếp của bác sĩ An cũng không biết là tham gia chương trình này luôn hay sao? Dạ, trong bệnh viện em đang công tác là chắc có thể chưa biết. Nếu mà bác thủ trưởng đơn vị của bác sĩ An chưa biết á, thì trong lúc này chắc là một trong những người trong bệnh viện cũng có xem, và nhất là những bệnh nhân mà đã được bác sĩ An chữa, giúp đỡ. Yeah. Muốn nghe bác sĩ An nói lời gì đó cho họ trong lúc này. Dạ thì cái thực ra cái mùa Covid này là nói chung là mọi người hầu hết rất là hoang mang, và kể cả y bác sĩ cũng rất là hoang mang. Chúng ta sẽ không biết phải làm gì cả, tại vì mọi chuyện nó ập đến nhanh quá và chúng ta xử lý không kịp. Thì chúng ta cần đó là cần cái sự đoàn kết, cái sự giúp đỡ, cần cái tâm hướng về một người khác. Thì em nghĩ cái điều mà em muốn gửi gắm tới đó là dù trong hoàn cảnh nào, có thể đại dịch này hoặc là tương lai có thể những cái đại dịch khác, nhưng mà nếu mà chúng ta biết yêu thương nhau và hướng tới người khác thì em nghĩ thì mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ ngồi xem bạn mình biểu diễn thế nào nha. Rồi, mời bác sĩ Nguyễn Thành An. Bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với một bài hát tiếp theo của cô ca sĩ, đó chính là Hồng Cúc. Về ô
nắng hồng tần mật. Xin âu lo không về qua đây, xin thương yêu dân thành mê say, xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đây đôi mắt rất trong. Bàn tay em là cây sen thơm ướt trong vườn đêm mai tơ. Nụ thề vương còn ấp em ơi, nét xinh áo lụa thề ngày. Xin trăm năm em về tinh khôi, đôi tay ta gian rộng hân hoan. Xin cho ta một khắc xeo ca vui cùng em. Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vời. Những người ở tuyến đầu họ yêu âm nhạc đó như vậy đó, say sưa với âm nhạc như vậy đó. Bây giờ thì xin mời ban giám khảo nào. Cúc ơi, trong cái cách Cúc hát á, nãy Ly có nói với Duy là cái cách phát âm của một ca sĩ đàng hoàng, khi mình nhả chữ á, những cái chữ nó mướt như thế nào và những dấu nặng dấu hỏi như thế nào, là cái cách của Cúc là y như một cái người ca sĩ. Cô vợ ở trên đây rất là thả hồn vào cái bài hát tăng tung tăng. Thì ở dưới kia mình cũng có liếc liếc nhìn, thì cái anh mà hoa cúc vàng á, cúc vàng ảnh ảnh cũng đồng điệu với tất cả mọi người, ảnh không có gì đặc biệt, ảnh cũng, nhưng mà cái gương mặt ảnh không cười mấy nha, tại vì ảnh hơi căng thẳng, ảnh đang theo dõi lo. Nhưng mà khi mà cô vợ có hát xong cái bài hát rồi đó, thì bắt đầu nụ cười nó mới có vẻ khé nở trên môi, như nó trút lại. Thế là người ta vỗ như thế này thì anh vỗ như thế này, khi anh vỗ cho em thế này xong thì hết bài, bắt đầu anh làm gì đây? Yeah. À, có không? Được, chịu. Thấy vợ tính mình hiểu, một cái hiểu. Hình ảnh rất là đẹp, cảm thấy tự hào. Đi thấy người chồng ở dưới hạnh phúc hơn Cúc đó. Chúc mừng Cúc, hai bài hát rất là nhẹ nhàng, dễ thương, và ở Cúc nó toát ra những cái niềm vui, những cái làm cho mình cảm thấy những cái gì căng thẳng ở xung quanh nó mất đi hết. Đó rất là hay. Cảm ơn Cúc rất là nhiều, bài hát rất là dễ thương luôn. Mời nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Thường cái bài này á, là mọi người á, đa phần á, mọi người sẽ gồng lên hát, và hát có vẻ như kỹ thuật lắm nó mới ra. Nhưng mà Hồng Cúc á, là hát theo cái cách của mình á, hát rất là dễ thương, hồn nhiên, hát nói chung là có nhiều hát nhiều á, mà chính vì điều đó cho nên nó mới lạ và nghe nó dễ thương. Cảm ơn Hồng Cúc rất là nhiều. Bây giờ tôi mời trở lại bác sĩ Nguyễn Thành An. Chúng ta sẽ công bố kết quả ngay bây giờ.
Chúng ta tiếp tục công bố kết quả xem ai sẽ dừng cuộc chơi ở vòng 2 này. Thật ra cũng ai muốn dừng cuộc chơi cả. Ai hát cũng dễ thương, ai hát cũng hay cả. Chúng tôi muốn hát hoài nhưng mà luật chơi nó là như vậy rồi. Mình đành phải công bố thôi. Người chia tay ở vòng 2 là... Người chia tay ở vòng 2 là... Nguyễn Thành An. Ở hai người thật ra thì mỗi người có một cách hay riêng của họ, một cách dễ thương của họ. Cuộc thi thì bao giờ cũng vậy á, nó cũng có một cái sự bất ngờ trong đó. Chúng ta chia tay với bác sĩ Nguyễn Thành An vậy thôi. Chúc mừng Hồng Cúc nha. Em cảm ơn mọi người. Rồi mời Hồng Cúc vào kia chuẩn bị. Hôm nay thì mình dừng cuộc chơi ở đây. Bác muốn chia sẻ những cảm xúc gì không? Thì trước tiên thì em xin cảm ơn chương trình Hát cho ngày mai. Một chương trình em thấy rất là có ý nghĩa trong cái tình hình bây giờ. Thì em muốn chia sẻ đó là em muốn truyền cái thông điệp đến cho mọi người đó là tương lai thì chúng ta sẽ không biết điều gì xảy ra. Nhưng mà dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta yêu thương nhau thì sẽ mọi chuyện sẽ ổn. Đúng rồi, câu này hay. Có thể mình đi tham gia chương trình chơi cũng vậy, mình không biết gì xảy ra nhưng cứ yêu thương lẫn nhau là được rồi. Ai ở lại chơi tiếp cũng vậy thôi, cũng tốt thôi ha. Rồi, chúc bác mạnh khỏe, hạnh phúc. Hãy cứ giữ lại những cái phong cách đó. Và bây giờ chúng ta sẽ xem số của micro vàng mình, giá trị giải thưởng là bao nhiêu. Mình hát về 3, mình chọn số 3, tôi nhớ điều đó. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta xem giá trị giải thưởng số 3. Số 3 giải thưởng dành cho bác sĩ Nguyễn Thành An là bao nhiêu? Là 3 giải thưởng dành cho bác sĩ Nguyễn Thành An là bao nhiêu? Là 35 triệu. Gửi tặng bác An. Bác An sẽ dùng giải thưởng này để làm gì? Dạ, em xin chia sẻ đó là em quê gốc của em đó là đảo Phú Quý. Là đảo Phú Quý hiện giờ cũng là đang cái trong cái tình trạng là dịch lockdown và cũng như là tàu là không cho đi ra đi vào luôn. Thì em nghĩ em sẽ trích một cái phần này để ủng hộ đồng bào ở quê em. Cảm ơn bác rất nhiều. Cảm ơn cái sự đóng góp mà của bác. Chúc cho mạnh khỏe, chúc cho chúng ta gặp luôn gặp những điều may mắn trong cuộc sống nha. Hãy yêu thương nhau cho dù bất cứ điều gì xảy ra bác nha. Cảm ơn bác rất nhiều. Thưa quý vị, như thường lệ thì người đến vòng chơi thứ 3 sẽ hát chung với giám khảo khách mời. Bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ xem đôi song ca Hồng Cúc và Thanh Duy. Yeah. Em quê ở đâu? Dạ Vĩnh Long. Anh quê Trà Vinh nè. Trời ơi, mỗi lần đi về Vĩnh Long Trà Vinh là nghe em á nha. Đó, mà mỗi lần là em đi xa Vĩnh Long xíu là tới quê anh đó. Dạ. Bây giờ mình đi về Vinh nha. Ok, xin lên đi xíu nào. Thank you.
rừng nhớ dắt nhau qua biển hẹn hò. Bây giờ thì Thanh Duy còn nhiệm vụ nữa. Dạ. Là em sẽ chọn ba cái micro vàng kia, chọn bất kỳ một micro vàng nào để xem cái số nhân 1, nhân 2, nhân 3 như thế nào. Bởi vì sao Duy biết không? Ở bên đây đã chọn con số rồi. Thí dụ bên đây là chọn được 40 triệu. Dạ. Em chọn số nhân 1 là nhân thành 40 triệu, nhân 2 là 80 triệu. Mà em chọn nhân 3 là thành 120 triệu. Thành ra cái việc chọn của em vô cùng quan trọng. Trời, sau khi em chọn với em có một cái biệt danh là bàn tay thối à. Chọn cái gì cũng không có được. Không, chị năng lượng, chị năng lượng nhá. Okay. Bây giờ thấy chị Cúc và anh Cúc Vàng Hướng Dương ngoài kia rất là hạnh phúc, nên là em chọn dẫn nguồn hạnh phúc đi. À. Và chị cũng giống như là một cái người luôn dẫn nguồn hạnh phúc cho mọi người, nên em chọn cái đó. Dẫn nguồn hạnh phúc thôi. Không, được rồi, vậy được rồi đó, em về em nghĩ được rồi đó. À, dạ. Dẫn nguồn hạnh phúc. Đầu tiên, Hồng Cúc sẽ xem cái con số của mình ở micro vàng mà Cúc đã chọn. Xem giá trị giải thưởng là bao nhiêu. Số mấy ta? Số 6. Số 6. Không biết là bao nhiêu đây. Mình có hai lần hồi hộp rồi. Hồi hộp lần thứ nhất á là rút bao nhiêu, hồi hộp thứ hai là nhân bao nhiêu. Số tiền dành cho Hồng Cúc sẽ là... Hồi xưa em xem rút bảng đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ chính ra em là người được rút cái bảng này. Sao thấy nhiều số 0 quá vậy? Nhiều số 0 quá. Có bảng tới tất cả đều số 0 hết luôn. Ờ, nó nguy hiểm như vậy đó. Ý, ý. 15 triệu đồng. Gửi tặng cho em 15 triệu. Còn bây giờ nhân mấy mới là điều quan trọng. Bây giờ áp lực thuộc về Thanh Duy. Ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc. Chúng ta có 3 bảng. Hoa sen rúp, sen vàng, chất lượng vàng. Ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc. Tôn hoa sen, mái ấm gia đình Việt. Và Thanh Duy đã chọn ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc. Đó là bao nhiêu đây, nhân mấy đây? Nhân 1, nhân 2 hay là nhân 3? Nếu nhân 1 là Duy đúng là cái bàn tay mà nó đen đó. Bàn tay không, nhân nào cũng vui hết anh. Hả? Nhân nào cũng vui. Nhân nào cũng vui biết rồi, nhưng mà nó nhân cao nó vui hơn. Và tốn hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc. Số nhân mấy, 3 nhân 2. Yeah. Chúc mừng Thanh Duy nha. Nhân 2 có nghĩa là 15 triệu, nhân cho 2 là 30 triệu đồng. Yeah. Dành cho Hồng Cúc. Thay mặt toàn dân ở Vĩnh Long cảm ơn Duy. Chúc mừng em, 30 triệu dành cho em, và em sẽ dùng số tiền đó làm gì? Dạ, thực ra từ đầu là em cũng nghĩ trong đầu mình đó là tham gia chương trình này để vui, nhưng mà có được số tiền thì em sẽ dùng toàn bộ số tiền này để tiếp tục giúp đỡ cho người dân ở quê. Thật sự là miền Tây dịch đang căng, thì những cái cô chú mà bán hàng rong, đặc biệt là vé số miền Tây rất là nhiều, thì em sẽ dùng số tiền này, một phần là em sẽ hỗ trợ cho các cô chú bán hàng rong ở dưới quê. Ngoài ra thì em sẽ dùng một phần nữa thì em chích vào cái chương trình mà Tết em đang ấp ủ để làm á, là sẽ hỗ trợ cho những gia đình mà có nạn nhân bị Covid ở Hồ Chí Minh á, là những người thân của họ ở quê á, thì sẽ được có một cái Tết thật là ấm áp. Và đó là cái mong muốn của em. Dạ rồi. Dạ. Cảm ơn những cái tình cảm của em dành cho rất là nhiều cái mảnh đời khó khăn trong cuộc sống, và cảm ơn ông xã luôn luôn động viên chia sẻ với em cái điều đó. Chúc cho gia đình ta mãi mãi hạnh phúc.
bình an và thật nhiều may mắn nha. Cảm ơn em. Xin mời ban giám khảo sẽ cùng chung vui với giá trị giải thưởng cùng với Hồng Quốc trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình Hát cho ngày mai do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Golden Moon thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ chúng tôi xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hát cho ngày mai. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.